Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Nhân BB đây. Và mình xin chúc tất cả anh em một ngày mới thật là nhiều vui vẻ nha. Trái tim. Yêu. Ok các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ chơi một trò chơi. Nó liên quan đến cái cục slam anh em ạ. Wow, cái cục slam màu xanh. Nó nhây ở kia kìa. Anh em mình thấy nó có buồn cười không? Nó có đáng yêu không? Và ấy, đây không phải là cái trò chơi mà chúng ta ăn slam mà chúng ta biến hình thành người to, người slam to khổng lồ lên, không phải nha. Mình sẽ biến hình để cho một bộ phận của con slam này nó to hơn. Và anh em hãy xem nha, đây cái bộ phận này màu xanh xanh nó thò ra đây. Hà, ảo ma Canada không chịu được em ơi. Yo, ui kim cương này, ơi con dao, ow, đau, wow, đi có con dao này một phát ra là mình cho mình toang hết luôn anh em ơi. Cay thực sự luôn. Đáng nghe là cái bộ phận này của Nhân nó sẽ dài nhưng mà bị con dao nó cắt một phát đứt luôn anh em ơi. Ai em biết có biết cái bộ phận này là bộ phận gì không? Nhất thì mình thuận bên dưới nha. Ok, đấy chúng ta ăn cái cục màu đỏ thì nó sẽ dính cái cục màu đỏ đây. Ăn cái cục màu xanh nó sẽ dính cái cục màu xanh ở đây. Wow, dài vai, uầy. Wow, đứt hết rồi, đứt hết của Nhân rồi. Yeah, dài chưa anh em ơi. Cái trình ấy, ăn sạch luôn. Slam màu xanh. Wow, nó vẫn to lên anh em ạ, nó vẫn to lên nhưng mà tiếc cuối cùng nó mới to cơ. Wow, trời ơi, một chút nữa thôi là Nhân có thể về được đích rồi anh em ạ. Ruby Nhân nhận được là 405 Ruby. Wow, tuyệt vời. Ruby không biết có làm cái gì đây. Tránh mấy cái con dao kia ra nha anh em nha. Đấy nó cắt. Oh, wow, đứt hết viên bi của Nhân rồi. Wow, nó chặt thành viên bi anh em nha. Ôi trời ơi, một viên cuối cùng. Ôi, xong luôn rồi. Nghe cày chết nhỉ. Thôi lần này Nhân bị kiểu nó bị ít rồi. Wow, đi qua cái tường đấy nó ngăn chặn nha. Ui, nè. Đầu tiên mình chơi như kiểu no bro, xong đến hacker anh em ơi, chơi vậy nó mới chất đúng không? Ui, X1. Cùi bắp. Ngu. Rồi, anh em xem mình thể hiện này. Wow, ôi. Oh my god. Slam của tôi, wow, đau, ui, đây rồi, may quá, thu thập được một ít của mấy cái viên ở bên trên nữa anh em ơi. Trời ơi, slam của tôi nó đẹp thế này cơ mà. Yeah, nhiều màu sắc anh em ơi. Wow, lần này là rái đây, Nhân sẽ biến hình thành người khổng lồ. Ui, nhìn con rắn nhảy anh em nhảy. What the hell. Slam màu đỏ bên đây khổng lồ. X10 anh em ơi. Thế à, 120 thì ra là thế. Rồi, anh em xem mình thể hiện này. Án. Oa toại. Trời ơi. Lấy được cục slam nhưng mà nó lại bắn hết slam rồi. Rồi. Trình độ thế nhỉ anh Nhân ơi. Wow, nhưng mà lần này đã bị cắt đứt rồi, cắt đứt 7 con dao kia rồi. Wow. Này anh em bảo tôi có về đích được không? Slam màu xanh không no X11 thôi, nó dài như thế mà mới chỉ có X11 lần này. Một slam màu xanh dương nha, mà ăn sạch luôn. Ê bạn ơi, thôi bạn ơi. Wow, đứt hết rồi. Trời ơi, đứt hết con Nhân rồi thôi. Ui cái gì đây? Thôi càng ngày level càng khó anh em ơi. Ui sờ nam ăn khó quá nên là này Nhân cũng giống như con rắn, cũng khổng lồ, cũng siêu to đấy, nhưng mà mình chỉ được có X10 thôi. Lần này cố gắng lên X13 hay 14 mới nặng. Trời ơi, nhìn kìa, đường toàn dao là dao thì X thế nào được cứ anh em ơi. Đường toàn dao là dao thế này. Ui, sợ quá, đi một tí là nó cắt đứt luôn. Biết ngay mà, nó cắt đứt của mình mà. Trời ơi, mất hết slam rồi. Ui cái cục gì đây. Ui, đừng. Ua. Thôi lấy slam về. Yeah, thu hoạch lại còn một tí slam nữa thôi anh em ạ. Ui khó quá, bây giờ ngu quá anh em ơi. Lúc đầu đáng nghe ra mình phải cố gắng ăn thật nhiều slam để về đích lấy top 1 trước, về cái đích cuối cùng chứ. Chứ nói thật ra bây giờ thì để mà sân nam dài nó rất là khó đúng không các bạn? Vì level cao đường nó càng nhiều chướng ngại vật hơn nên là mình sẽ phải đi vào những chỗ này này.
đi vào chân này, sàn lao của mình nó sẽ cắt đoạn ra anh em ạ, nó cắt đoạn ra cho mình rồi. Đó, đó anh em xem trình của mình. Ôi thôi thôi chết rồi, à nó lại, ôi nó để cái màu vàng ở đây nó lừa mình anh em ạ, bước qua cánh cổng đấy nó lại có màu vàng rơi hết viên bi sàn lao của Nhân rồi. Đâu sai cay thế này, mình bị nửa game nửa. Wow, nhưng mà lần này cũng khổng lồ đấy chứ, khổng lồ nhưng mà cũng chỉ được x. Oh my god, x 18 nào, và chắc là x 20 là chúng ta có thể về được đích cuối cùng rồi. Trình của mình là trình chất đây, chúng ta sẽ đi qua cái chỗ này đó. Ui sửa cơ rào thôi, nó cắt thôi, con rào này nguy hiểm quá, nó lừa mình ấy, cái cục màu vàng kia ấy, né nhanh. Wow, ôi chết rồi, ôi no no sai lạc của Nhân. Trời ơi, thật là đen đổi em ơi, sai lạc của Nhân bị mất hết rồi. Ôi cái gì đây, chó cái răng cưa thế này thì đỡ sao nổi anh em ơi. Thôi xong, còn mấy viên bi bé nhỏ thôi. Ôi giời ơi, wow, nhưng mà cũng to phết chứ. Wow, cũng được x10 này, mấy viên bi thì bé. À, mình hiểu rồi, khi đi qua những cái cánh cổng đấy mình sẽ được nhân lên anh em ạ. Ôi, ế, ế, ế. Ôi, con dao, con dao khốn kiếp này, con dao khốn kiếp này. Đó, bây giờ mình né thật nhanh. À, con dao nó hơi nguy hiểm anh em nha. Dao nó hơi bị nguy hiểm một tí đấy. Ui, nó cắt kìa. À, tí nữa thì bị cắt anh em ơi. Ê, 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 ê. Thôi, vẫn bị đứt. No, xa lá của tôi. Thôi, xong lần này thua. Khó vậy, khó nhỉ. Game càng lên cao, đầu tiên mình nghĩ cái game này nó dễ, nhưng mà càng lên cao mình cảm thấy nó rất là khó anh em ạ. Nhưng mà mình thôi được rồi, để xem trình của mình có vượt qua được, tôi về đích được hay không anh em nhá. Anh em hãy theo dõi nha, anh em hãy kéo xuống ấn nút like nha và nút đăng ký kênh. Ui thôi xong rồi, chết tôi rồi, cái này lấy sân nam nó khó lắm đây này. Thôi, ừ, được, 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 khi nó đẩy núi. Ôi, no, mất lấy sân nam rồi, no, no. Cay thực sự luôn thèm. Nói chung là game này, các bạn cứ tải và chơi thử xem, nó không hề dễ tí nào đâu, nó khó phết đây. Anh em nhìn tôi chơi, anh em cảm giác kiểu tôi chơi hơi bị ngu, hơi bị nốp, hơi bị gà. Nhưng thực ra là game này cũng tương đối là khó đấy các bạn ạ, chứ không phải là dễ đâu nha, anh em nha. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó khó phết đấy, không phải chuyện đùa đâu. Đấy, bây giờ leo vào cao mình phải cẩn thận, mình cố gắng về đích một lần, cố gắng về đích một lần. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Né sang bên đây, mất một tí thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ua, à, đi qua cái cửa này mình sẽ được nhân, nhân sân nam lên. Rồi, đây là cơ hội của mình, đây chính là cơ hội của Nhân baby. Yeah, yeah. Trời ơi, cứ tưởng không khăn, cứ tưởng về đích đậu xanh. Nó vẫn là mười mấy đấy anh em ạ, 13 hay 14 gì đấy thôi, nó không được nhiều đâu. Rồi lần này mình sẽ cố gắng đi qua hết cái cánh cửa này để cho nó nhân, nhân tiền lên. Đấy, wow. Ê, đừng nha anh em, thấy chưa. Yeah, 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 yeah. Siêu to khổng lồ, đi qua cái cửa đấy thì nó sẽ biến mình. Cái slam này nó to hơn mà nó ngắn đi anh em ạ. Oh. 16 anh em ơi. Rồi, được rồi. Rồi. Đi qua cánh cửa đấy nó sẽ cho cái slam của mình nó dày lại anh em nha. Được, được, được. Đấy, nó thu ngắn cái slam của mình lại. Chứ để nó cứ dài dài như vậy chơi thì thôi rồi luôn anh em ơi. Thốn lắm. Chơi nó siêu thốn luôn. Khó vậy. Trời ơi, chỗ to chỗ nhỏ. Ui, nhưng mà cái này cùng lắm nó chỉ được 12 thôi. 10 thôi này. Wow, cái game này mình không thể về đích đây anh em ạ. Tôi thề với các bạn luôn, nó khó dã man luôn, khó thực sự đây. À, cay đấy. Đấy anh em thấy chưa, dao thì nó để nhiều như thế này đúng không. Wow, giời ơi, đừng động vào anh nữa, khó vãi luôn đấy. Hey, đây là cái game mà chơi kiểu game run, game chạy khó nhất mà Nhân từng chơi luôn anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa. Ui giời ơi, ui giời ơi, ít về đích cái này là hơi ít đấy nha, thực sự luôn, mình không thể nào về đích được anh em ạ. Mình không phải mình giờ vào mình chơi ngu đâu, mình không biết anh em đã có anh em nào về đích trong trò chơi này. Mình kỷ lục của mình là 18 là cao nhất. Đậu xanh.
18 là mình là cao nhất anh em ạ. Không biết anh em thế nào chứ tôi thấy khó quá rồi. Đây này, bắt đầu nó rải này. Đấy, đây. À. Nhìn cái này nó rải với tôi nhưng mà thực ra là nó cũng không được ấy đâu. Nó phải dồn to lại mà nó rải cơ thì mới được. Nhưng mà đây cũng là cơ hội của mình này, cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng. No. Chỉ được x13 thôi anh em ạ. Thế rồi mình cay quá mình chơi thêm ván nữa. Cay quá đến nào mình chơi thêm ván nữa ván này. Quyết tâm. Anh quyết tâm các anh em ạ. Ván. Ôi trời. Được ván cuối cùng, quyết tâm thì thôi, ván này có thể rồi. Nhưng thực sự tôi không thể phá đảo được cái game run này anh em ơi. Game slam khó nhất thế giới luôn. Trời đất ơi. Cay. Thực sự luôn. Hôm nay chắc cùng lắm là x9, x10 thôi nhưng mà x8 này. Thôi rồi. Ok các bạn ơi, game này nhân không phá đảo được. Nhân nốt, nhân gà, nhân cúi bạp. Thôi rồi các bạn nha. Nhưng mà Nhân vẫn mong các bạn hãy ủng hộ Nhân. Các bạn hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để mình cũng động lực chiến thắng cái trò chơi này cho anh em xem nha. Ok, mình sẽ vượt qua nó nha. Ok, rồi và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha. Ok, chào nhau.